Rồi nhà vườn thân mời mình ghé xem tham khảo giao lưu một tiểu cảnh sơn liễu nha mình, phối cùng với lại đá này cũng đá này nó nằm ở dưới đáy đáy sông nha. Đó đá này nó giống như trầm tích vậy đó nha. Đó còn khay là khay lũ nu nu này. Đá này cũng rất là đặc biệt nha. Được phối từ hai cây sơn liễu. Có một cây mini nhỏ này nữa là ba cây, tổng là ba cây sơn liễu. Rồi rêu, rêu thì có thạch xương bồ và rêu rêu nhung. Đó. Tấm lũa này là tấm lũa nguyên rin luôn nha. Đó, một tấm nguyên rin luôn. Ở dưới là cái khay khay đá, khay giả đá. Đó, khay đúc giả đá nha. Rồi, tiểu cảnh này có mã số là 867. Cái hoành gốc của cái cây sơn liễu đây á, nhà vườn đo ngay chỗ này là 11 nè. Đó. Rồi, tổng chiều cao của cái tiểu cảnh này tính từ cái mặt khay đây lên trên ngọn cây sơn liễu là 53. Rồi chiều rộng của cái tiểu cảnh này á tính từ đây mà ra ngoài cái mặt đây là 42, tính từ mặt này mà ra ngoài cái mặt cuối của cái lũ kia là 44, rồi đang nằm cái khay giả đá là 40. Đó rồi quay cho khán giả xem nha, nhẹ nhàng thôi, tiểu cảnh rất là độc lạ luôn nha. Đây là thiên nhiên thu nhỏ đấy, nhưng rồi cái tiểu cảnh này nhà mình nếu mà ưng ý thì cứ inbox cho nhà vườn luôn nha, theo số điện thoại là 0911 470 409 luôn, số đó cũng là số Zalo và Facebook của nhà vườn luôn nha. Cái lũ của cây sơn liễu này là lũ có tác động máy nha nhưng mà cây sơn liễu thì rất là già rồi đó, lũ nu này. Rồi xoay vòng cho khán giả xem nha. Đây, rất là già luôn, cái đá nó cũng rất là đặc biệt nha, đá này nó nằm ở dưới đáy sông á, sự kết tinh của dưới đáy sông á nhưng mà rồi nhà vườn xin qua tiểu cảnh này luôn.